Đi du lịch mà tưởng đâu đi du đấu không á trời. Riết rồi cái ba lô nó sắp bự hơn cái ba ly luôn rồi anh em ơi. Quay trở lại với câu hỏi đi máy bay có được mang đồ cầu lông theo hay không? Thì hôm nay tôi sẽ thử thách nhét hết đống đồ và vật cầu lông vô ba lô sao cho đủ ký để xách tay thay vì ký gửi nha. Ba lô tôi thường dùng để đi quay công việc và du lịch là ba lô của Rocketnet, vì cái này nó rất bự, nhiều không gian mà khi cần vẫn có thể gấp lại rất gọn như thế này nha. Đầu tiên thì sẽ có một ngăn riêng để giày, có khóa kéo ở dưới đây, rất là thông minh. Còn lại phía trên thì bỏ thêm máy ảnh nè, thiết bị để quay cầu lông, quần áo, laptop làm việc, phụ kiện muốn cán, chuột, bàn phím, dây sạc các thứ. Có ngăn để sạc dự phòng và bóp riêng luôn nha. Còn phía sau là một ngăn riêng để anh em đựng vật cầu lông hoặc là đựng được cả vật tennis. Nó to quanh sầu luôn. Wow. Trong khi đó thì dây đeo và chất vải rất bền, cái này chịu cân được chắc hơn 15kg. Ngoài ra lưng ba lô, dây đeo, nắp viền còn được lót mút khá là dày, nên là có mang nặng thì cũng vẫn thoải mái nha. Nhưng mà cái này thì là đi bình thường thôi. Muốn đi máy bay thì vợt cần phải để gọn trong một cái túi đựng vợt riêng, kích thước dưới 85cm theo quy định, nên là tôi phải sử dụng tới cái túi vuông.